Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình và mình là Sấm Chín Gaming. Ở video này mình sẽ tiếp tục cập nhật cái hài thứ tư của cái con game Demon Slayer Mobile nha anh em. Và đặc biệt là mình sẽ tặng cho anh 5 bạn may mắn là nạp đầu 20 cái gói nạp đầu để có thể nhận được Kyuzuru nha anh em. Với cái điều kiện là anh em cần phải là đạt level 30 trở lên và chưa nạp lần nào, anh em sẽ tặng cho những bạn mà chưa có điều kiện nạp game á. Thì anh em cứ việc inbox cho mình theo cái đường link Facebook, mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Anh em inbox nha, mình sẽ lựa cái 5 bạn may mắn ngẫu nhiên nha anh em, chứ mình sẽ không có lựa theo thứ tự gì hết, mình sẽ random thôi. Và mình sẽ quay video lại và sẽ up trong video tới. Và anh em nào mà may mắn nhận được cái thẻ của mình thì chúc mừng nha. Còn việc còn lại thì bây giờ thì mình sẽ vô sẽ review ngày thứ tư của mình. Mình sẽ làm được những cái gì đây anh em à. Hiện tại bây giờ mình không còn một chút tiền đồng nào luôn anh em ơi. Bây giờ mình up tướng lên cần khá là nhiều tiền đồng anh em à. Đó, ông già của mình hiện tại giờ. Nói chung là bây giờ mấy con tướng của mình muốn lên sao tiếp theo á anh em, thì nó khá là dễ anh em à. Đây, nó tương đối là dễ hơn so với việc anh em chúng ta lên 9 sao thì phải anh em. Lên 10 với lại 11 sao anh em chỉ cần có 1000 điểm, 1000 đá anh em à. Với lại mấy cái mảnh tướng nè, đó không cần phải tướng 6 sao gì hết, anh em chỉ cần có con tướng là được anh em à. Đó, con tướng 5 sao thôi là anh em có thể lên được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử ngày thứ tư nó sẽ mở thêm những cái tính năng gì mới nha anh em. Đầu tiên Rin ha. Anh em có thể là chiêu mộ được Kyuzugo nha anh em. Nhưng mà cái tỷ lệ khá là khoai anh em à. Không được anh em ơi. Được kim cương nè, ở đây thì anh em có thể là mua đá nè anh em à, mua đá để mà quay nha. Mỗi một lần quay như vậy như là anh em tốn 5 đá thì phải anh em. Bên đây thì cái này là mua tướng anh em à. Nạp khi anh em đạt móc cái con tướng Kyuzugo lên một cái lép nào đó thì anh em sẽ có thể là mua được nha. Say in, log in, hôm nay log in thì nhận được có cái này thôi anh em à, khá là vừa bắp. Con game này hiện tại thì bây giờ là anh em không thể nào mà có thể là nạp bằng cái hệ điều hành Android được nha anh em, tại vì nó không có hỗ trợ bên đó. Nó chỉ hỗ trợ bên cái con iOS thôi. iOS thì ở trên App Store khó cho nên nó liên kết, vì vậy mà anh em có thể nạp in game được. Sau này nó không liên kết thì không biết làm sao nạp luôn anh em. Ok, mình sẽ quýnh lại mấy con boss này các đã. Luyến chủ anh em à. Có mấy anh em comment là bảo là nó là hơi thở tình yêu anh em. Wow, viên đá tím nha anh em, hôm nay là anh em điểm danh nhận được cái viên đá tím anh em à. Nhận hết luôn nè. Wow, đóng tiền đồng với lại mấy cái vé reset reset ngay chỗ cái gì ta? Trong cái vực ải anh em. Ri nè. 300 mà mua cái này thì nó hơi uổng anh em. 1100 cái này VIP 4 mới có thể mua được nha anh em. Hiện tại bây giờ mình chưa có đủ VIP 4 anh em à. Mở gương luôn nè. 5 vé chưa mổ nha anh em. Ok, quất xong rồi anh em à. Bây giờ chúng ta sẽ quất tiếp. Ta sẽ nhận thư nha anh em. Nhận thư luôn. Ok, nhận luôn. Nhận luôn anh em à. Hôm nay thì mình được tham gia cái champion anh em à, cái giải đấu anh em. Đó, vậy mà mình được nhận được khá là nhiều các cái phần thưởng, đó chính là xu này, xu kia này, cái kia anh em. Champion thì anh em vô trong cái arena và anh em chọn qua cái championship nè. Đó thì mình cũng lọt vô được trong cái giải đấu anh em, và mình hạng 7 anh em à. Top 7 hả? Best Recall là top 7 anh em mà mình thua anh em à, mình thua cái bạn ủa cái giải đấu nó đâu có thiệt ta. Đây, mình ở bên bảng C anh em à. Một ngoại bảng C, đúng rồi, bảng C mình là 69 game này mà. Mình vô được chung kết với bảng C nha anh em, mình vô được cái vòng cuối của bảng C rồi, nhưng mà mình thua cái bạn ACL anh em à, bạn A3 anh em à, A3 bạn này tới VIP 5 nè anh em à, tướng nè. Đó, Kyuzugo lên hẳn 11 sao anh em à. Tanjiro cũng 11 sao luôn. Có bạn comment hỏi là con hơi thở nước với lại con hơi thở lửa thì con ngon hơn. Mình có thuê thử cái con này rồi đi vượt ải anh em mà nó quýnh khá là khét luôn anh em. Để cái gì mình sẽ làm một cái video mình sẽ đi quýnh bằng cái con cho anh em xem. Rồi ok, thì bây giờ anh em ta sẽ cho anh em xem cái championship mình vô mình quýnh với lại các bạn top chung kết với lại các bạn đó. Em xem thử cái bạn A là vô địch luôn anh em à. Ghê thật sự chứ. Mình quýnh không lại bạn là đúng rồi anh em à. Bạn đó VIP 5 xịn sò không bỏ cười luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem nha. Cái trận đánh của mình với lại bạn A. Bạn A đó tiêu rồi đây. Đó. Thì ở đây thì mình quýnh hạ hết tất cả các bạn ở vòng ngoài anh em, mà sau đó anh em ta sẽ vô trong cái vòng trong để mà quýnh cái vòng chung kết, sau đó bạn mới vô trong cái vòng chung kết nha anh em à. Đây chung kết bảng đó nha anh em. Đây là cái con Kyuzugo, con ông già thợ ghèn, là cái ông già mà có liệt chiến to nhất ở trong cái team mình anh em à. Hơi thở của nước. Phẹt. Đây là cái con hơi thở của cái con Kyuzu Tanjiro của bên kia nha anh em, Tanjiro của bên bạn A. Chém khá là khét anh em ạ. Để Kyuzugo bên mình chém hay là bên kia, đây bên kia anh em ạ. Wow.
Trời ơi, bên kia hiện tại giờ quỷ heo nó mới được có nửa máu này, trong khi đó bên mình cũng muốn chết hết rồi anh em à. Mình đang định sẽ kiếm một cái con nào đó thay thế vào vị trí của cái con quỷ này anh em ơi. Đang hoang văn chưa biết sẽ kiếm con nào vô. Mình sẽ tìm một cái con nào đó thay thế con Zenitsu buồn ngủ anh em. Zenitsu buồn ngủ thì hiện tại giờ mình chưa có đủ food để có thể lên sao. Trước mắt thì mình thấy là con đó là nó cũng khá là mạnh nha anh em. Zenitsu buồn ngủ nè. Mạnh lắm. Nó có thể chém full team luôn anh em à. Nói chung là đi này anh em quýnh mấy con mà gọi là đam AOE diện rộng thì có vẻ như là nó ok hơn anh em. Đây cái trận chiến nói chung là cũng đã sắp ngã ngủ rồi anh em à. Con Tanjiro bên kia là đưa ra hàng sau luôn anh em à. Con tăng cơ chắc mình sẽ chơi theo cái đội hình này để xem sao anh em. Mình sẽ đưa một cái con ra giữa tăng cơ ha. Nếu mà gặp cái con mà có khả năng quất nguyên một hàng giống như là con Emu ha, khổ rồi. Con quỷ nhện anh em à, quỷ nhện thì nó có thể là quất một phát nguyên xuyệt xuyệt một phát hết nguyên hàng thẳng, khá là khó chịu anh em à. Rồi ok, anh em đừng quên inbox cho mình để mình tiến hành vô ạc để mà xem thử nha. Anh em inbox xong anh em nhớ gửi ID với lại tài khoản nha, để mình vô mình sẽ check thử, nếu mà cái ạc nào đủ điều kiện thì mình sẽ nạp nha anh em. Cái phần thưởng này không biết là cái top mình top 7, mình top 7 mình sẽ nhận được cái đống này anh em. Rồi ok, xong anh em ta sẽ xem thử ngày hôm nay sẽ làm được những cái gì đây. Tiết kiệm ngày 6 login thì mới có thể nhận được nha anh em. Pass hôm nay không biết có cái gói gì mua hay không anh. Darren Lam à, cái sự kiện này nè anh em. Đúp cạc là gì ta, 234k thì anh em sẽ nhận được 70 vé. Mỗi ngày sẽ nhận được 10 vé này anh em à, và 600 kim cương. Ok, cũng mắc đó chứ anh em. Daily nè, cái này thì anh em chúng ta sẽ phải mua cái gì đây ta. Go, ủa cái này là cái gì trời, mình không biết luôn anh em à. Cái này là cái gì trời, mình không hiểu anh em. Hình như là nạp mỗi ngày thì phải anh em, mỗi ngày anh em chúng ta nạp là anh em chúng ta sẽ có thể nhận được nha anh em. Cái này thì không biết là cái gì đây, hình như là mua bất kỳ để có thể nhận được luôn thì phải, anh em nạp bất kỳ á. Ok, invest này là mấy à, mấy cái gói này cái kiểu này mình có xem rồi anh em à. Quen vui, hiện tại thì bây giờ là mình sẽ donate tiếp anh em à, donate tiếp cho cái vui của mình nha anh em. Nào có thể muốn tham gia thì cứ tham gia cho anh em, mình xét sẵn anh em chỉ việc đủ điều kiện là có thể tham gia được anh em à. Mình để là level 30 với 100k lực chiến là anh em có thể là tự động vô luôn, không cần phải đợi duyệt này kia kiểu anh em. Skill nè, wow, hiện tại giờ mình có thể là up tiếp skill nha anh em. Chết rồi, hết xu rồi. Ở đây thì mấy con tướng mình sẽ up cho cái con support lên xíu anh em. Trời ơi, up lên con support lên nháy lên được có 29 lực chiến này, bèo nhiều vãi chưởng. Ở đây thì ngày hôm nay anh em ta sẽ có thể là bem boss anh em à. Mình sẽ up lên một thêm 5% đam đi. Deadlock là như là bản trí này mà, bỏ con bé này ra mình sẽ đưa cái con này vô. Rồi ok, à hôm nay chắc là sẽ có nhiều cái để có thể làm cho anh em xem lắm nào, xíu nó còn đi quýnh dược ải để có thể là mua được cái gương anh em. 325k thôi anh em à. Wow, bạn đất này nhóc và Deadlock nhiều với ta, 306k. Mình mua thêm một lượt nữa chắc là mình sẽ dược vào anh em à, dược mặt em đấy. Không biết em nó quýnh bao nhiêu lượt nữa, tại vì cái này như là mua được cũng khá là nhiều lượt anh em. Lên top 1 anh em à, lên top 1 cho nó đẹp trai xíu anh em. Rồi ok, hoàn thành được cái nhiệm vụ luôn nè, nhiệm vụ hàng ngày nha anh em, nhiệm vụ hàng ngày nha, mở gương luôn nè. Rồi ok, chắc là mình sẽ summon tiếp anh em à. 20 vé tròn luôn kìa anh em. Ôi ơi, cái này thiếu anh em à. Hôm nay anh em ta sẽ có thể là chiêu mộ ri mỗi ngày nó sẽ reset cái con game này, nó reset vào lúc 11 giờ trưa nha anh em. Cái múi giờ nó hơi ngộ ngộ so với cái múi giờ bên mình, là anh em sẽ reset, nó sẽ reset vào 11 giờ trưa. À mình nhận được một cái con tướng SG, đó chính là Oniko anh em à. Oniver. Ok. Tiếp anh em. Được con SG anh em, lâu lắm rồi mới được con SG đó anh em. Phẹt gì đây? Gọi luôn anh em à. Mép mèo, mèo thường, Neuko thường anh em à. Được con Neuko SG nói chung là cũng vui rồi anh em à. Trời. Ơi ơi, Kizuguro mà phiên bản thường nè anh em, có vải thật sự chứ. Hên thì anh em à, hên này. Wow, 20 vé mà ra hai con SG luôn anh em à. Bây giờ mà ra thêm một con SG nữa là mới xịn nè anh em. Ra thêm con SG nữa là VIP slip luôn á. Rồi luôn, không ra rồi anh em ơi. Mình được thêm con tướng mới Kizuguro nha anh em. Quá là xịn luôn anh em à. Mở này luôn, pet. Trời ơi, bé mèo nữa anh em à. Hiện tại bây giờ mình đang cần khá là nhiều food để mà up cho cái ông già thợ rèn lên 11 sao nha anh em.
À chắc chít vậy nè. Vui. Hai mọi người. Hai. Ok, anh em nào tham gia group thì tham ở rộng vui thì cứ gia nhập nha anh em. Thì những bạn nào mà ít hoạt động thì mình mới kích ra thôi nè mà. Ví dụ mười mấy 20 tiếng rồi đó mà không on á thì mình mới kích ra để cho những bạn khác vô task nhiệm vụ vậy nè. Ok, xong. Thì úp được cái này lên luôn nè anh em. Úp cái này lên lực chiến nhiều nha anh em. Đó, úp nháy lên được 800 mấy lực chiến luôn anh em à. Hiện tại giờ lực chiến của mình đã lên đến này. Quên nữa anh em, mà nãy giờ quên đi càng quét cái này nè. 2 tiếng mấy nữa nè. Lên F45 nha anh em. 45 mà bây giờ mình sẽ có thể là đi vượt ải tiếp. Mình sau khi vượt ải xong rồi mình mới tiếp bắt đầu càng quét tiếp anh em, để lên cái cao nhất thì mình càng quét thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng nó nhiều hơn so với việc mà anh em càng quét liền. Càng quét liền phẹt 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 anh em sẽ bị thọt lép hơn so với việc mà anh em đi vượt full ải anh em. Mình sẽ có thể là ra ngoài xíu nó sẽ cho anh em là nét lép luôn. Nét lép luôn là anh em à. Đó. Cái gíp này là gì đây? À cái này là lép ủa 45, mình lên 45 rồi anh em à. 46 thì sẽ mở thêm một cái sự kiện mới anh em. Hồi nãy mình đây 46 sẽ unlock Onihao, còn hôm nay thì có cái sự kiện quýnh boss nữa mà. Đấy anh em ta sẽ có thể được quýnh boss. Right, phần thưởng gì nè. Mình không biết mấy cái phần thưởng hay là à, mở ra sẽ chắc có thể là Root Thai Zero gì đấy mà có thể là Get Gage. Hình như là hên xui thì phải anh em. Rồi ok, anh em ta sẽ battle quỷ boss ra luôn thử xem sao. Ông già này ra phía trước đi. Đó, chờ thử cái tem này luôn đi anh em à. Đấy, skill. Skill thì mình mới vừa mới mở được thêm một cái skill mới này mà. Nó skill dạng tiễn xuyên tim 117k là có thể là nhận được nguyên cái đống này nha anh em. Hơi đắt à. Hơi để sau đi. Mình đang cần đá để up cho con Kyo Jugo của mình lên 90 sao anh em à. 9 sao. Hiện tại bây giờ mình đã có thêm mảnh của Kyo Jugo rồi. Nhưng mà mình thiếu đá vàng để có thể là nâng cấp cho con Kyo Jugo của mình lên 9 sao nha anh em. Mình đang kiếm mình up cho em lên luôn là ngon lành củ hành liền anh em. Hình như là cái level 47 mới có thể là đi tiếp này anh em. Rồi mình sẽ bỏ qua đi cho nhanh. Wow, nhận được búa nè anh em. À cái này là đi quýnh này là sẽ nhận được nguyên liệu để mà vô nâng cấp trang bị anh em à. Xíu nào sẽ đi kiếm trang bị để mà nâng cấp tiếp. Mỗi ngày mình có thể là quất 3 nháy. Ok, quất luôn. Rồi, ủa. Còn nữa ha, còn 2 nháy nữa, 5 nháy nữa mà mỗi ngày mình có thể quýnh 5 nháy được anh em à. Quất luôn. Ủa sao càng ngày cái đam nó càng yếu đi thì phải anh em, 200 à đây 838k đam nha anh em. Rồi ok, hiện tại bây giờ mình đã lên được cái top 2 server rồi anh em à. Quá là ghê gớm nha. Xíu nữa mình sẽ cảnh mình sẽ đi training hết cái đống này luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô đây và mình sẽ càng quét thôi anh em. Quick battle nè, đó. Mỗi ngày thì mình càng quét được khá là nhiều lần anh em à. Chưa lên lép đâu anh em à, 46 rồi nha. 46 thì mình đã mở được thêm cái tính năng mới rồi anh em à. Lên 47 luôn nha anh em. 47 luôn. Ok, 47 bây giờ mình sẽ đi dược ải tiếp. Nó mở thêm cái tính năng mới rồi anh em à, Child. Mở thêm cái tính năng của cái con này. Refresh 23 tiếng sau nó mới refresh mà, Quick Select. Ok, chơi cái đem này luôn. À, cái này thì mình không biết mình sẽ đi làm cái giống gì nữa anh em, để cái gì mình sẽ review sau cho anh em xem nha. 24k mua cái này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vượt ải tiếp anh em. Vượt ải tiếp để cho nó vô trong cái bảng xếp hạng là cái người có cái số ải cao nhất anh em, mình càng nhanh càng tốt. Ở trong này như đã có một cái bảng xếp hạng để anh em đi vượt ải thì phải anh em. Story nè. Ồ mình lên được top 2 này anh em, 149 này nè. Như là cái này thì phải, nét lép. Nhận luôn. Ray Kim là ai vậy ta? Ray Kim à, Ray Kim là cái bảng top 1 này anh em à. Đây. Bảng lên tới 154 rồi nha anh em, bảng đi hơi sớm một xíu. Để xíu nó sẽ lên luôn. Còn bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng đó đã anh em. Next lép luôn. Sorry. Ok, nhận luôn. Nhận luôn. Một nùi luôn anh em à. Quá là nhiều phần thưởng. Hết vé rồi nha anh em. Ồ, được khoa này anh em, được khoa nè. Bây giờ mình sẽ đi tặng quà cho mấy con tướng của mình cái đã anh em à. Trên Pong. Đó, bây giờ mình sẽ tặng cho Kyuzugo của mình lên. Quýt luôn. Đấy, ok, mình sẽ nuôi hết cho Kyuzugo luôn đi em. Pẹt 130 trên 500 mà bây giờ muốn lên lép là càng phải tới 500 điểm anh em à. Hơi thốn nha anh em. Kyuzugo equip. À, có thể là gắn đá mới vô nè anh em. Anh em đợi xíu nha. Mình sẽ thay cái viên đá tím vô, hồi nãy mình vừa mới nhận được cái viên đá tím anh em. Healthy, healthy như là hội refund hay một hai random
kêu star bonus gì đó anh em, mà mình không biết cái bonus này là bonus cái gì nữa anh em, để cái gì mình sẽ tìm hiểu sau nha. Rồi ok, để cái gì mình sẽ tìm hiểu sau đi, có những cái mình sẽ làm dành riêng cái video để mình tìm hiểu. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái tình hình của cái con ạc mình ngày thứ tư thôi anh em à. New Hero nè, hoàn thành được cái nhiệm vụ gì luôn nè. Cái này thì mình sẽ ship rank ship thêm 10 lần, à tặng quà cho bạn bè 10 lần anh em à. Level 49 thì nó mới unlock tiếp nha anh em. Bây giờ mình sẽ tặng quà cho bạn bè đó. Rồi ok, xong. Có ai kết bạn nè anh em. Trời ơi gì mà kết bạn đông dưới nè anh em, đồng ý hết luôn à. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành được xong cái nhiệm vụ luôn rồi, mình sẽ nhận được thêm 5 viên đá nha anh em. Mình sẽ quay tiếp thử cái độ nhân phẩm ấy. Hình như đã quay cái này quay full rồi, mình sẽ nhận được con, chắc chắn sẽ nhận được Kyuzugo anh em. Rồi được thêm 50 mảnh, mình vô mình ghép luôn. Biết đâu được mình sẽ ghép và được con tướng XXG cho anh em. Phẹt. Ôi ôi, Ryoko ngậm bánh mì. Fail luôn anh em ơi. Teo. À, mình sẽ vô trong siêu mẫu xem thử đi. Có 4 vé thôi anh em à. Bên này đủ nè. Thử luôn. Vô kiếm rồi, được con bé mèo. À, kiếm XG đàm phút thôi anh em à. Hình hơn thì mình sẽ được cái con tướng XG. Rồi ok. Hego nè. Ông già này thì có thể lên được rồi, nhưng mà bây giờ mình đang gom đá để mình up cho cái con Kyuzugo mình lên 9 sao anh em. Food thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè anh em à. Đó, đủ hết nha anh em. Việc của mình chỉ còn thiếu là chính là đá thôi anh em à. Thiếu đá để mà lên thôi. À, thêm cái nữa là ngày thứ tư sẽ mở khóa thêm cái tính năng là thợ bắt là thợ rèn anh em à, ngay chỗ thợ rèn nè, Smith nè. Đã thì anh em có thể nâng cấp cái trang bị cái anh em lên. Hiện tại thì giờ cái vũ khí của mình là mình đã nâng cấp 20 rồi anh em à. Mình sử dụng mấy cái đá này, đó mấy cái đá này để mà nâng cấp lên. Mỗi một món thì nó sẽ có tương đương với lại SP nè. Anh em có thể thay đổi cái hệ của cái món trang bị anh em. Anh em sử dụng là anh em có thể là thay đổi cái hệ là anh em có thể là chọn skill nè. Đó, anh em sử dụng 5 viên đá nha anh em. Mỗi lần đổi hệ anh em sẽ sử dụng 5 viên đá. Thì cái này nó sẽ random anh em à. Sau khi mà anh em click cho switch nó sẽ chạy và nó sẽ dừng lại một cái viên đá. Ở đây thì mình chạy cái mình vô ngay cái viên đá dành cho cái con Zenitsu, mấy con hệ hệ này hệ gì chạy màu xanh anh em à. Đó thì đây là những cái tính năng ngày thứ tư nó mở cho mình. Và hôm nay thì mình đã lên được cái level 47 rồi anh em à. Và nó còn mở thêm một số các tính năng khác nữa, chắc có thể là mình sẽ review sau cho anh em xem nha. Ok. À, thôi chắc mình sẽ review luôn anh em. Mình sẽ review luôn là cái tính năng là Child thì nó sẽ mở thêm một cái gọi là cái gì ta? Union Unihow anh em à. Unihow. Cái Unihow này thì mình không biết là sẽ sử dụng để mà chơi làm gì anh em. Bây giờ mình sẽ quýnh đại một con nào đó đi anh em. Mình sẽ quýnh con level 1 trước đi anh em à. Mình sẽ chọn sử dụng cái skill này và mình sẽ sử dụng cái tem này nha anh em. Có thể bỏ qua được cái trận đánh đó nè. Select Hego hả? À, cái này em ta sẽ dạng như solo từng con nha, mà sau khi con này chết thì nó sẽ xuất hiện những cái con tiếp theo nha anh em. Level 2 mình sẽ qua tới cái level 2 này mà. Sau khi mình giết được hết 4 con này, không biết nó sẽ nhận được cái phần thưởng gì đó. Có mấy anh em, có một bạn trong Gui, trong Grail hỏi là cái Unicorn, Unihow này chơi như thế nào anh em. Ủa mình thấy là nhận được các phần thưởng anh em, mình không biết là phần thưởng gì nữa. Là tiếng Anh không à. Đây, đó, get ton đá này anh em mà được thêm 5 rồi đó anh em, mà mình không biết là mấy cái đó là mấy cái giống gì nữa anh em. Ok, sau khi đi được cái cửa thứ nhất thì mình sẽ qua được cái cửa. Ồ, ở đây, ôi, trời, nó có bán nè anh em. Nó có bán cái đá này anh em, hiện tại bây giờ mình đang cần khá là nhiều đá nha anh em. Mình sẽ up cho cái con Kyuzugo của mình lên tới 10 sao anh em à. Ôi, 200k nè. Wow, hơi bị ngon nha anh em, mình sẽ sử dụng kim cương để mua. Ây, anh em ta sẽ qua tới cái thằng thứ hai đó chính là vĩnh lại con boss nha. Lại con boss thì mình sẽ trời ơi, nói chung là mấy cái thằng đầu này nó hơi dễ nha anh em. Lép 1, mới lép 1 anh em à. Next lép nè anh em à. Shop nè. Để vô trong shop mình xem thử nó có bán cái gì hay không nha. À, cái shop này mình sẽ có thể mua lại những cái vật phẩm mà mình đã từng bỏ qua, mình chưa có mua nha anh em. Ở đây sau khi mà tầng 1 xong thì mình sẽ ủa Q 20 anh em à. Q 10, Q 15, 20 gì đó. Thì mà Q hết bao nhiêu con thì mình sẽ nhận nha anh em. Ở đây thì mình có thể là bỏ qua được cái nút bỏ qua cho nên là được anh em, bây giờ mình sẽ bỏ qua luôn thử đi. Đó, như vậy thì nó sẽ nhanh hơn nha anh em. Rồi ok, dễ hơn anh em. À, đó, bây giờ thì mình sẽ mua nha. Trời ơi, 300 tốn 150. Mình mua luôn nha anh em. Đây là cái khách để có thể là kiếm được nhiều đá nhất có thể anh em à. Ở đây thì nó không có gì hết, toàn là ba cái vé chiêu mộ không à. Ok. Ủa nó bỏ qua luôn rồi anh em à. Hay ồ, thì ra là cái này là chơi như vậy anh em. Vậy là mình có thể là kiếm được nhiều nhiều cái đá rồi anh em à. Ủa,
cái thằng này sao có một cái xốp một vậy ta, bỏ qua luôn anh em mà, bỏ qua boss luôn nha. Ok tiếp anh em mà, level 4 nha anh em. Hiện tại thì gia đình như là cũng chưa có nhiều bạn lên tới đây đâu anh em à, server mình chắc cũng được đây mình hiện tại giờ mới có 6 bạn lên được tới cái level này thôi anh em à. Ok đó thì bây giờ mình sẽ xem lại có gì mua hay không, không có gì mua chưa anh em à, mình sẽ bỏ qua luôn nha. Mình nhận được nguyên cái đống gì đó nó hiện 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 ở đây anh em mà mình không biết, chắc là có thể là mấy cái món nó bên dưới này anh em, mấy cái món bên dưới này quá có cái kiếp đâu anh em, auto pit như nè mình không biết luôn á, không có lý được anh em ơi. Switch gold gì nè, gold 3002 rồi đam up gì đó, grip HP enjoy gì nè anh em, mình không biết là cái giống gì luôn anh em. Wow 50 mảnh sale off, còn 1000 kim cương ở cái viên đá này sử dụng là đổi sách này anh em à. Ui chết rồi, hết rồi anh em, nó hết bán cái đá được cái đột phá bật cửa anh em à. Bây giờ mình chỉ cần 5k thôi anh em, mình chỉ cần 5k thôi là mình có thể là up cái con Kyuzugo mình lên hẳn 10 10 11 sao đó anh em à, 11 sao nha. Ủa chìa khóa được cái một cái chìa khóa này mà mình không biết cái chìa khóa này sử dụng làm gì nha anh em. 300k thì mình có thể là mua được SP, mình đang thiếu SP nè, mở hộp nè. Thì cái chìa khóa này sử dụng để mà mở hộp anh em, mở hộp random sẽ nhận được mảnh anh em à. Bỏ luôn đi, xíu nữa một cái này là vô shop mình sẽ mua lại sau mà anh em. Clam Clam luôn. Cái này chắc là xíu mình sẽ nhận sau nha anh em. Thì đây là cái Uni House nha anh em, cho anh em mà chưa biết cái Uni House chơi như thế nào nha. Ok, quá là dễ này mà. Đó, thì bây giờ mình cứ đi hết nhiêu hay thôi anh em. Đó, thì cứ việc cứ đi tới đi tới đi tới thôi anh em à. Ok, vô shop nè. Wow, cũng không có bán cái trời ơi 750 nè mà, 1500 luôn anh em, trời ơi được anh em à, đùng phát nó bán hơi bị nhiều luôn anh em, mình mua luôn anh em à, tại vì mình đang thiếu đá đó cực kỳ nhiều luôn anh em à, mình sẽ lên cho thêm kha khá con nữa anh em à, đùng phát bạc anh cho thêm kha khá con nữa đó. Ok tiếp nha anh em, ở trong này thì anh em có thể là mua được cái bé chiêu mộ hơi bị nhiều anh em, với lại mảnh tướng này anh em à, mảnh ghép tướng 5 sao này anh em, quá là đã luôn anh em. Rồi ok thôi, chắc là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây thôi anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Mobi, và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mua động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ủa cái dòng vừa gọi mình quên mua shop hả anh em, anh em đợi xíu mà vô trong shop mình mua lại đi xem sao, hình như cái dòng mà đẩy là nó không có shop luôn thì phải anh em à, để mình xem thử nha anh em, vô cái shop này là xem lại là nó có bán đá hay không nha. Ôi ôi đá thì mình đã mua hết rồi anh em à, đá mình sạch sạch xanh hết rồi, bé siêu mẫu này khá là nhiều anh em à, nếu mà anh em có điều kiện anh em nhiều kim cương vô đây mua hết luôn là anh em siêu mẫu phật đích rồi nha, thả ga luôn anh em à. Rồi ok thôi mình sẽ kết thúc nha, anh em đừng quên cho mình một xin một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.